Rồi vô quên kinh quà đi. Kinh quà đi. Tự nhận quà đó. Trời ơi. Quà đâu dữ vậy Thu? Quá trời ơi. Thì hôm nay là mua được bao cái bọc quà đó. Tướng nghe. Đi luôn. Ngồi không Thu? Quà không nổi là không cho nhận luôn. Vinh cầm lưng luôn. Vô mày ơi. Vô mày ơi. Quá rồi. Vô mày ơi. Cả gia đình nhận quà lớn rồi. Vô em ơi. Đúng rồi. Đây là quà phụ nha. Quà vô phụ kìa. Có ai kinh phụ không? Bưng cái phòng phụ hay bưng nhà mẹ vợ? Ngoài ngoài kinh bếp đi. Nặng lắm, nặng lắm. Tôi cũng bưng cho ngoài. Ngoại ơi. Ngoại ốp kìa. Thôi, tôi không bưng. Còn ngoại bà yếu. Thấy không? Tại cháu rể tôi thương à. Cháu rể rất là thương bà ngoại nha. Đóng đuối luôn à. Thấy bà ngoại yếu đuối không cho khiên đó. Ngoại này có quà ha. Này bà ngoại có quà tết. Cái này bài của ai đây? Của hữu với ngoại. Có mẹ không? Không. Kìa. Hôm nay là hữu tặng một cái bọc đồ rất là to nha. Quá xinh luôn. Vô quay luôn. Mẹ xích vô, em bên này nè em. Em vô. Dính lên, ngoài dính lên. Dính lên một quài này cho tôi chụp hình, dính lên. Rồi, ờ dính ở. Chưa ra ngoài dính được quài đi, rồi. Em nghe cười lên em. 1 2 3. Quá chừng rồi. Quá tươi. Rồi, vô. Rồi. Vô coi. Ấy thắt anh vô mới được như. Chặt. Tại như nó cản đường vô không được. Bà ngoại lấy cái đó xuống không để lên. Rồi, một quà đây. Rồi hủ khui luôn ha. Ngoại ra luôn ngoại ơi. Quà khủng nè ơi. Còn nóng nè ngoại ơi. Ờ, giờ rồi. Gia đình chuẩn bị quà nha. Quà là quà ai, của ai ai đây? Quà của hủ với ngoại nha. Có mẹ vợ không? Không. Không, không hả? Có mẹ vợ hả? Không rồi. Trời ơi, sao kỹ ta. Không có lấy nữa. Không có lấy đâu. Thế nào tôi bằng cho em gái tôi. Đúng rồi. Ủa sao hôm bữa ngoại chị Tiến hôm bữa. Ai bạn ơi lấy hết đi tôi không có cần gì đâu. Cái đó tại con mình á còn trẻ cái nó chưa hiểu biết. Còn mình lớn tuổi rồi. Hiểu được. Tôi đâu cần gì đâu ai lấy hết đi tôi còn cho người ta nữa. Cảm ơn quà út. Rồi em. Rồi. Quá ta. Không mong ghen, không mong ghen. Mong ghen để cho người khác. Không mong mong ghen đâu. Quá đẹp rồi. Đâu hủ phát luôn rồi. Rồi rồi. Mới không gì? Mới sao à? Của Nam luôn nè. Nam nữa. Vậy quà của mẹ tôi không dành. Kì. Lấy hết thì tôi không lấy gì đâu. Trời ơi. Dạ luôn. Dạ luôn. Nè, ủa cái này đẹp nữa. Chồng vô đây hả? Chồng vô luôn. Để đây từ từ đây. Nga vô lửa đi Nga. Nga vô lửa. Nga đâu rồi? Nga. Nam. Trời ơi. Nam nhiều quá. Ôi Nam. 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 Nghe này nó lên hủ. Là nữ để riêng nha. Ai đẹp quá hủ ơi. Mấy cái đó không Nam. Nam, cái này nữ nè. Ai mẹ coi lựa bộ nào cho cậu Út dài bộ mẹ. Thì Út sang á. Để cho ngoại lựa trước đi. Ngoại lựa đi ngoại. Nè ngoại nè, ngoại lựa đi. Nè bộ ăn Tết đi. Nè đẹp dữ nha. Đó đó đó. Đó đó đó. Nè cái gì nữa nè. Nghe nghe nghe. Vỏ này đi nè. Tiền tiền á. Ngoại hốt qua hốt vỏ hả nha. Hốt vỏ đằng nữa chú có đặc biệt đi lĩnh dài. Dạ ngon. Con dắt ngoại đi mẹ đầm nè mẹ bận đi mẹ đầm bận đi nè mẹ thôi nha ôi đâu mà ngoại bận đi nha bận đi nha coi coi vừa không đâu ngoại bận vừa thử đi ngoại bận đi ngoại bận đi ngoại chúc ngoại mặt luôn á tết này đồ của nga đồ của nga đồ cột bận đi mẹ đấy bận đi mẹ nghe quay xử rồi. Ờ, quần cục đã quá nghe, quần cục của hữu. Thôi thay luôn. Thay luôn. Lớn quá trời. Luôn. Cái này của hữu hồi hữu bạn. Đó đó chị đẹp đó chị, đúng rồi đó. Chúc mặt thử thay đồ luôn nghe. Rồi bây giờ là cảm giác của gia đình mình như thế nào nè? Vui lắm nghe, vui không ngoại? Vui. Nghe đi. À, gia đình Tết từng mừng. Nè em, đọc em nè em. Em, cục của em nè. Nãy bộ đó bạn Tết nè. Bây giờ nè trong trong khi mình là đang là phui quần áo ra mình lựa đó. Dạ. Cảm ơn cái này là cảm ơn ở hội từ thiện ấp Phú Tường, xã Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre gửi tặng cho vợ chồng hữu Nga với bà ngoại. Dạ. Cô Nhàn. Cô Nhàn hữu cũng năm mới cũng năm mới.
chúc cô Nhàn được ăn khang thịnh vượng, làm ăn tiền vô như nước, vàng vô cả ký cô Nhàn ơi. Rồi bà ngoại cũng vậy, cũng bên năm cũ bước sang năm mới cũng mẹ rồi nè, đẹp rồi mẹ, bắn đi mẹ. Dạ. Đầu chúc cho cô Nhàn á là ơn cha ơn thầy thịnh vượng và cảm ơn cô Nhàn và bà con cô bác hàng xa chúc khỏe vui vẻ hết. Rồi tiếp tục hứa 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 đi ngoại, tiếp tục hứa ngoại vừa cho ngoại rồi ngoại mặt. Em cũng chúc cho chơi cô Nhàn năm mới này con được rồi, mẹ lửa này rồi, con gửi cho con. Rồi. Con gửi cho con, mẹ già mẹ bán có dừa. Sao vậy chị? Nè thôi mà lấy hết luôn đi. Giận luôn rồi. Ta lựa đồ, ta biết mẹ bạn, mẹ lót, mẹ bạn cái gì mẹ biết. Thôi đứng ngoài mẹ lựa rồi, ổn mình ở ngoài. Có ba lưa rồi, có mẹ lưa rồi nãy giờ. Đấy, lớn tuổi bạn khác, nhỏ tuổi bạn khác. Ngoài đó chơi chuyện là tôi nói chơi mà. Vui vẻ đi. Nè mẹ, đồ nè mẹ, mẹ nè nè. Thôi năm mới em chúc cho cô Nhàn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý ha. Tiền vàng vô cá ký. Chị Nhàn qua làm bên từ thiện hả chị Nhàn? Ừ. Em chúc cho chị mau đạt thành tín quả ha. Ở Trần Giang này là của phàm tục không à, chứ không trở về các bụi. Em không cho xíu, xíu căng quá. Không phải, tại chị Nhàn chỉ tu, chỉ làm từ thiện, mình chúc cho chị được cái phước. Ngoại sao ngoại được cái đầm đâu chưa? Đây nè, đây nè, đây nè, đây là ngoại nè. Ngoại nè. Ngoại thay cái bộ đó đi ngoại ơi. Vô luôn, vô luôn. Đây là ngoại, đây là ngoại ơi. Thay từng bộ đây rồi. Mít của ai? Ngựa nga, ngựa nga. Cái bóp này nè. Cho ngang cái bóp chứ. Cái bóp đó kìa. Nãy giờ chưa có bóp nào trơn á. Nãy giờ chưa có bóp nào trơn á. Cho ngang cái. Bóp rồi bà ngoại, rồi bà ngoại. Rồi nãy giờ vợ con không có bóp nào trơn. Hết rồi. Hết bóp rồi. Bà lấy giờ 4-5 cái đó mẹ. Trong khi mình đang lửa nó nổ, mình hát luôn cái bài Xuân lên. Rồi Xuân phải không? Xuân đã đến bên tôi, nắng xuân tuyệt giờ đẹp quá nghe hủ nè. Ồ, long lanh, long lanh mà nó không có quần, có áo không à. Có quần mà, nãy có mấy quần sọt đó. Cái đó là kẹp chung với quần sọt, mặc phối vô với quần sọt đẹp hơn. Vậy hả? Sọt đâu? Sọt đen nãy giờ đó. Vậy hả? Nè nói nè, nói nè. Đúng rồi đó. Đúng luôn. Phải áo, áo vợ ngoại ơi. Lựa cho móc sơn. Có phát nữa. Lựa cho móc sơn. Ồ quá trời gió luôn rồi. Ồ áo đẹp đẹp không nói. Cái này nữ hay nữ nữ nữ. Nữ. Quá đẹp. Lựa dữ rồi chị xíu. Nè em, cục rồi tao ngủ em ơi. Ngày nào tứ sát thành sao bạn mình biết chứ. Thay đồ nghe đẹp quá ha. Cục tối giờ ngủ. Mấy vô mặc đồ đẹp quá kìa nè. Mấy vô quá đẹp luôn. Rồi. Tết năm nay như con mới rồi. Bà cha. Sơn khách sớm luôn à. Lượng cho Út Sơn bạn. Út Sơn nào nữa? Cậu đi bán cái số cho. Để cho anh Thủ anh lựa cái đi rồi. Chưa có cái nào hết trơn á. Lấy đồ của anh trước đi. Lựa đi. Anh Thủ lựa xong đi rồi thầy thử rồi. Rồi lấy cái đó đi, lấy cái đó mà lựa cho ông cậu bọn hay bọn mới chứ. Hôm nay Tết đồ mới không trời. Vô anh Thủ. Anh Thủ vui không? Vui. Quá rồi. Anh em đi quay rồi chưa có sắm đồ Tết nữa đó. Tết rồi anh Hữu ngon rồi đó. Này áo trắng này đẹp nè. Đó. Áo trắng nó đẹp anh. Trắng đẹp đó. Quá đẹp rồi. Cho ngoài áo này đó. Ok đó anh Hữu, áo đỏ, áo đỏ trắng đúng rồi, sang đó. Năm nay khỏi cần mua đồ ha. Nè của con nè. Bộ này của con nè. Anh Hữu ác bài Tết năm nay nhớ mua đồ mới coi. Một cái ba coi. Tết năm nay nhớ mua đồ áo mới, không biết thuộc bằng đó nghe không? Ừ, cái này nó đựng điện thoại rồi nè. Quá trời bóp rồi, quá đẹp đẹp không? Này nó đựng điện thoại. Rồi chứ ngoại ơi! Bà ngoại gì mà thay cái đồ thôi bà ơi? Tính đi mua, phải mua cái này được rồi, đừng làm. Tính chưa? Trời ơi, mà thay cái gì mà xích kem chẳng gì vậy? Cái quần đỏ đẹp lên luôn. Cái áo nha anh Hữu. Đây nè. Bạn cho thử lên Hữu ơi. Cái đỏ nè hả? Ờ, áo đỏ. Bạn với cái áo luôn đi. Nè hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Trồng vô luôn, trồng vô thử coi. Đẹp á. À. Áo cao đen nè. Vừa không? Quá đẹp rồi. Vừa. Áo đỏ quần đen nó đẹp á. Cái là cái quần đen với cái áo tay trắng đỏ ha. Mối vô đẹp đó anh Hữu. Ờ. Nè, đẹp cái áo cọc này nè anh Hữu. Chị xuyên mặc áo hồng cho thử coi. Áo hồng nào? Đó. Áo hồng nó của Nam.
này nhỏ xíu à, nhỏ xíu à. Nè mẹ. Nè đó, nó như kìa. Dạ, đây nè, cái ngực chính ra nè. Ngực chính xuất hiện. Ôi, bà ngoại ra nè. Ôi, bà ngoại ơi. Ôi, ôi. Dạ, thì xem nè. Bảy ra cầm xuống nha mày. Bảy ra cầm xuống nha mày. Bảy ra cầm xuống nha mày. Cô nhà. Ngoại ơi, ngoại chỉ đứng ra đừng có cồn nha. Ở đừng có cồn nha ngoại. Cồn với ngoại. Trời ơi, ngoại này đẹp quá. Quá dữ luôn rồi. Đó, bé Như cũng lên đồ luôn nha. Đồ luôn nha, đó. Rồi chị Xíu vô lên đồ luôn đi, cả gia đình lên đồ đặng mình. Mẹ cho Như nè, mẹ ơi cho Như nè mẹ. Lên đồ luôn. Rồi, vô đi, lên đồ luôn. Mẹ con với nhau không, dù sao cũng chia cho chị Xíu. Rồi, Hữu lấy 3 bộ à, Hữu lấy có 3 bộ à. Còn giỡn chị rồi anh Hữu lên vô lên đồ luôn Hữu ơi. Rồi sẵn đây, nhắn bài đi, gửi tặng ngày Tết cho vui đi. Xuân ngoại ơi. Rồi, Xuân ơi. Nga lên đồ luôn nha ơi. Rồi nhảy luôn đi ra nè. Xuân đã đến bên em. Ê, giáo Xuân được ơi. Xuân đã đến bên người. Mọi người cùng nhau vui sướng. Mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe em. Cái đồ gì đây nè, em sẽ đồ em ơi. Ngoài hẹo hẹo quá. Rồi, chị Xuân hát đây. Rồi, chị Xuân hát đây. Lấy đồ của em lấy đâu rồi, tôi về đây cho anh. Tiếng sương gió sương hương cháy để cho mỗi em ngỡ ngàng. Ồ, hai mẹ con nghe đồng luôn rồi. Cho đời nhớ nghe em yêu. Mang hạnh phúc cho đời khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp nhau. Muôn hoa sắc hồng chiều xuống gió sương nồng cháy để cho mỗi em ngỡ ngàng mang hạnh phúc cho đời nhớ nghe em yêu mang say đắm cho đời khi về đừng quên nghe em. Quá dữ luôn mà ngoại, quá dữ luôn. Hỏi thăm cảm giác của ngoại với chị Xíu với gia đình mình đó là hôm nay khi nhận được quà đó là như thế nào ngoại? Vui lắm các con ơi. Dạ vui nha. Dạ. Con mua đồ này đi chơi Tết là vui lắm. Ngoại ơi, ngoại giỏi là lên. Năm nay đó là ngoại thấy ăn Tết là ngoại thì giỏi rồi, ngoại ơi, ngoại lấy cái giỏi đó.